Ủa bạn Mira sao giới thiệu? Các bạn đi xe cứu hỏa nhỏ. Rồi đây là những bạn à. Có xe tăng, xe monster truck, rồi, xe tải hạng nặng. Đây xe tên lửa, đây xe pháo, đây xe jeep, đây là xe gì đây? Không biết, xe chở, không, xe chở mấy chú lính đó. Đúng rồi. Rồi đây nè, có tất cả bạn máy bay nữa nè. Chào các bạn, mình là máy bay. Chào các bạn, mình là máy bay, mình có thể bay được. Và về đây phía sau lưng mình có đồ vật ra, mình có thể bay được. Rồi và đây là bạn hình như là chưa từng xuất hiện trên BB Channel luôn á các bạn. Đây là bạn cái gì ta? Xe lu. Bạn vừa là xe lu mà vừa là xe ben. Xe ben nữa luôn á các bạn. Đây là bạn xe đa chức năng. Hình như là bạn không ít khi đóng trong phim của BB Channel lắm, cho nên hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu bạn luôn nha. À, đây là bạn xe hai bạn xe quen thuộc của chúng ta đâu rồi? Đây nè. Chào các bạn. Mình các bạn là xe cứu hỏa. Chào các bạn, mình xe tăng. Mình lúc nào cũng ở chung xe jeep. Nhưng mình lúc nào mà ở chung máy bay trực thăng. Mà mình gặp xe tăng mới đây là xe tăng xanh lá. Các bạn có biết không? Nó mở cho mấy bạn xem nó làm sao. Đây. Bill cho mấy bạn này ở đây đi. Mở xe tăng cho mấy bạn xem đi. Dạ, mình sẽ mở cái xe hỏa ngồi đây nha. Chức năng của xe tăng như thế nào cho mấy bạn đây, xem. Ở đây các bạn thấy một cái nút bật và tắt nè. Bây giờ mình sẽ cùng bật và tắt thôi cho các bạn xe tăng này biểu diễn nha. À, tự nhiên đụng mình, bạn xe tăng. Nào để xe tăng chạy, để xe tăng chạy. Ai mà biết, mình cũng không có. Là xe tăng phóng tên lửa. Chạy qua này nè. Không có lửa kìa. Xe tăng này mới quá à. Xe tăng đẹp quá. Rồi. Chị hai giới thiệu chắc các loại xe trong clip mấy clip trước nha. Rồi, các bạn còn nhớ đây là ai không? Đây là bạn hình như là bạn siêu nhân bảy màu đang cướp kẹo của em bé đó. Em bé thì ở trên kia rồi, mình chưa có lấy xuống. Đây là bạn xe rất là lương thiện nhưng mà bạn đóng trong một vai ở BB Channel đó là xe siêu nhân bảy màu đã cướp kẹo của em bé đó. Các bạn còn nhớ không? Rồi tiếp theo, đây là xe dũng cảm nhất trong biệt đội xe của chúng ta, đây là xe cảnh sát. Chào các bạn, mình là xe cảnh sát màu đen đây, mình đã giải cứu, mình đã cướp kẹo, lấy kẹo lại cho em bé từ tay của bạn xe siêu nhân bảy màu đó. Các bạn thấy mình giỏi không? À, rồi. Các bạn ơi, còn xe đen nhỏ thì mất tiêu rồi nha mình, nhưng có một mình thôi à. Mình bắt không có kịp nhưng mình chạy nhanh. Mình có đua chá rất là nhanh, hiện đại giống như xe tăng vậy đó. Xe tăng này đâu rồi? Rồi, còn đây là xe tăng hiện đại. Đó, hiện đại giống như xe tăng này. Nó là hiện đại nha các bạn, có tên lửa nữa. Rồi có súng. Các bạn xe luôn.
đâu 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 à, hai cái gì ta à, hai cái máy lạnh á, hai máy lạnh nha, máy lạnh để chú lính trong nó mát á. Rồi xong đây là đồ xúc cát, đây là đồ xịt nước, đây cây búa, cái này, ố này cái gì vậy? Nó là hộp đạn á. Hộp đạn nha các bạn. Đây là cái búa luôn. Còn đây là đồ xịt nước. Cái quả, mình cái quả đó. Đúng rồi. Rồi. Rồi để chị hai giới thiệu những chiếc xe của BB Channel quay nha. Đây là bạn xe đã có mặt rất là nhiều trong clip của BB Channel đó. Đây là bạn xe cứu hỏa nè. Trời ơi, để ở đây đi. Chưa để Bill giới thiệu xe cho mà bạn xem cũng thôi. Bạn này ra đây nha. Đó, bạn này là xe cũng phải rất là cũ luôn rồi nè. Bạn này già lắm rồi. Dạ. Bạn này là hiện đang là đội trưởng của BB Channel. Đúng rồi. Là clip đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Rồi tiếp theo á. Rồi đây nè các bạn. Đây là biệt đội xe của chúng ta nè. Đây các bạn xem xét xe cũng phải nhỏ, xe cũng phải lớn nữa nè các bạn. Xe monster truck ở bên kia nữa các bạn nhìn đi. Và đây là xe hot rod đồng đỏ đúng nha. Đó, đây là biệt đội xe của chúng ta đó. Và những bạn này chỉ là những vai phụ thôi, nhưng mà cũng là rất ít cho BB Channel rất là nhiều rồi. Mà những vai chính thì hầu hết là các bạn xe này nha các bạn. Đó. Các bạn ơi, hồi nãy mình mới mua một cái lớn nhé, xe tăng nhỏ xíu, nhưng không có, giờ nó mất tiêu rồi, mang cho các bạn xem nữa nha. Ok. Rồi, đã xong. Đây, mình cho các bạn coi một nhân vật nữa, đó là Spider-Man. 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 Đây, mình sẽ cho đây các bạn. Đây là siêu nhân nhện đó các bạn, có biết không? Ở đây có một chú nhện nó đang đậu ở Spider-Man nè. Và ở đây thì cũng có chú nhện ở đây nữa nè. Đó, mình sẽ lấy nhân vật cho các bạn xem. Thôi. Đây là cái mặt. Tại xíu có mặt phòng nữa giới thiệu các bạn, giới thiệu cho các bạn xem này, những cái xe này. Giới thiệu bây giờ. À, ở trên bạn xe còn cổ này các bạn, một bạn xe nhỏ này, xe oil truck và xe bồn chở dầu. Nó giống như xe bồn lớn các bạn ơi. Nó cũng có cầu thang. Mình có cách. À, biết rồi. Đây là hai xe cảnh sát mà. Ủa, Mister đây. Xe bồn. Các bạn ơi, các bạn. Đây là những hai xe cảnh sát mình đã mua được. Nhưng rất là điện thoại hiện đại. Nó bắt được tên ăn cướp. Nhưng các bạn đừng có lo. Rồi, và các bạn, mình đã giới thiệu những cái chiếc xe mà rất là mới, mà đã thực là mới nhập vào thành viên của BB Channel rồi. Và đến lượt những chiếc xe cũ của BB Channel nha. Đây là những bạn xe cũ rồi nè. Đó, những bạn này đã phục vụ cho BB Channel rất là nhiều và đang bị hư nè các bạn. Đó, như bạn này thì bị gãy luôn rồi nè, gãy kính luôn rồi nè. Bạn này thì không còn điều khiển được nữa. Và bạn này thì đã bị văng bó đầu rồi. Và bạn này thì bị mất cái ben ở đằng sau rồi nè. Đó, rất là cũ luôn ha. Và máy bay đã bị mất cái chân ở dưới đây rồi. À, còn bạn nào nữa không ta? À, bạn này nữa. Nhưng mà bạn này cũng không có phải cũ lắm đâu các bạn. Bạn này vẫn còn chơi được nè. Dù đã mất cái ben rồi. Và mình sẽ gom những đồ chơi cũ hoặc là những đồ chơi mới mà mình không sử dụng nữa đó. Thì mình sẽ bán dây chơi hoặc là cho các bạn mà không nhiều bạn không có xe để chơi, mình sẽ cho các bạn đó nha. Rồi và mình sẽ lấy tiền mua nhiều xe mới cho các bạn xem nữa nha. Rồi đây. Súng mới nữa. Súng nữa. Rồi, đây là những bạn xe cũ của chúng ta mà rất là quen thuộc. Xe lá mà bự thì bán lụi á. Mà đèn to á. Có hai cái đồ cầm bắn á. Mình bắn á, sau đó mình quay video bắn súng á. Rồi sao mình ra ngoài ra ngoài mình bắn nhé. Rồi, tạm biệt các bạn. Có đèn to đó. Tạm biệt các bạn. Mà mình nhóm vô mình bắn á. Các bạn nha. Nhớ subscribe trên kênh BB Channel để nhận được nhiều video mới nhất từ các bạn xem mới nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Em BB Channel, tạm biệt các bạn. Bye bye.